Much, much later. Ok các bạn, mình đã quay trở lại sau tầm 10 ngày rồi. Mình có cho mượn cái máy Win Mini của mình á. Mình sẽ chơi cái này ở tiếp tục ở cái bản PC ấy. Ok, chúng ta sẽ chơi tiếp cái đoạn chúng ta sẽ nhảy vào cái chỗ Black Castle. Ở lần trước là mình có lỡ bấm mình búp cái gì đúng không? Quên mẹ mất đấy. Nhưng anyway mình có quay trở lại để mình điều chỉnh lại cái chỉ số ấy. Nên là cụ này nhảy ra. Are you the new one here? Mình cũng bắt đầu quên mất cái lối chơi. Mẹ em. Lip. Mở 20 năm mẹ, còn chả biết là bao nhiêu khách hàng ở đây. Nên chúng ta tiền rất là nhiều. Okay. Mình đang xem lại cái ấy của mình. Sao nó lại không hiện? Twisted Clay. Mình đang sợ là cái cạc màn hình của mình bị lỗi ấy. Cũng có thể là trong cả cái series này mình sẽ đổi qua đổi lại trong cái thời gian mình chơi cái trò này giữa PC và cái máy di động của mình ấy. Where? Mystery Adventure. In addition, you have to be in very risky adventure. Tôi có một cái câu chuyện hay để kể cho anh, bởi vì giữa anh và tôi đã tiêu diệt dòng Fembrand. Thằng này bullshit à? Ai không tin được sao? Hãy nhìn thấy cái này xem. Đây là cái đôi lông của Fembrand. Đừng chạm vào nó, anh sẽ bị độc đấy. Hãy tin tôi đi. Anh tin tôi phải không? Tôi muốn giới thiệu cái sản phẩm tuyệt vời này với anh. Rồi thì bố vẫn lại mẹ bán thuốc tân dược mình. Limited time là tôi sẽ cho anh cái lông rồng này với cả cái miễn phí. Mẹ mày thằng này bắt ở scam. Is there a guy who defeat? Liệu có phải gà gã mà tiêu diệt Fembrand đấy không? Thằng kia kìa ông ơi. Ơ chứ. Thế chắc là anh rồi. Ngươi rồi, hãy đi cùng chúng ta. Vậy đã. Tôi chỉ là một businessman. Tôi chỉ nói dối về con rồng thôi. Tuyệt vời. Wow. Và Lẹp. Thằng danh con mẹ. Và cho lên phường luôn. Nên là mình có mở lại cái cheat của cái ấy. Chả biết là nó có đẹp hay nó. Nhưng đúng là có phải nhiều cái phần cheat là nó fit cheat riêng nhân vật. Nên đấy là lý do tại sao mình boom bấm một cái là thằng Albert này nó lên một đống level luôn. Ngay cả mình khi mình chưa đấm một con quái đâu. Nên đối với B nhìn lại cái này nhân vật này giống phải Final Fantasy 7 hơn nhỉ. Kiểu Final Fantasy 8 thì nó có nhiều cái, nó cũng kiểu như là nó cũng sử dụng cái background pre-rendering trước ấy. Nên là nhìn cái background nó rất là chi tiết. Nhưng mà mình nghĩ là ở mấy Final Fantasy 8 ấy, nhìn cái background nó chi tiết hơn trò này nhiều. Trò này ví dụ muốn chi tiết chắc chúng ta phải mình phải chơi mod ấy, cài mod cái miếng. The new schedule party. Cái mục tiêu chúng ta vẫn là ám sát thằng cụ kia rồi. Thật ra cái này mà chơi màn hình to cầm cái tay cầm này vẫn thích thật đấy. Chơi cái mấy cái máy Win Mini di động ấy thì nói chung là chơi thì vui, nhưng mà để mà chơi lâu dài mà làm cái làm nội dung ấy, mình cầm rất là nặng luôn, cầm cái thiết bị rất là nặng luôn.
Hình như là mấy ông này là kiểu như là mấy cái bọn chính trị gia ở chỗ CDO ra. Mình tưởng là cái bọn này thế lực một cái vùng khanh, chỉ thế là nó chỉ là một cái phần này nó tính là một thành phố á. Liệu cái thế lực của Final Fantasy 8 này nó có nhiều khu vực chẳng hạn, nhưng nó không chỉ là một cái thành phố, ví dụ như là Ballet Fair, The World We End Soon, Bale. Bale là cái chỗ quê của Alfred nào nhỉ? Mình quên mẹ tên nhân vật này. À, Albert. Nên là chúng ta mình có thể mình thử cái Burning Rust này. Nhưng mà mình còn muốn cho Shanna lên là mấy level ấy. Có thể là mình thay Rose vào. Ổ chuột rồi. Mình quên hẳn cái trò luôn đấy. Mình đang chơi cho vui cái trò Dragon Quest 7 ấy. Nên là bây giờ quay lại mấy cái trò này mình đang hơi bị lơ ngơ. Đúng không, đúng không? Cái phần này là item, cái pool item là nó để chung. Còn cái trò Dragon Quest 7 kia là cái mình thực sự mình cũng không thích cái kiểu mấy cái trò Dragon Quest một tí nào là cái item lại phải mỗi ông cầm riêng, phiền luôn. Rất là annoying luôn. Ngay cả item có giới hạn này cũng The New Serial Party. Bây giờ biết là mình phải tìm gì đây. Nên cái trò này cái số lượng NPC nó rất là nhiều luôn. Nên là mình chơi cái trò này mình cảm thấy cái không gian, cái môi trường thế là nó hơn những cái trò khác. NPC kể cả nó không có cái gì nhưng mà nó mỗi thằng nó nói một câu nhìn trong có cái không gian ấy. Có kiểu là có cái nói như này nhỉ, kiểu như là cái môi trường ấy. Kiểu tình cảnh ấy là một cái thế giới của nó nhiều nhân vật đấy. Cái này mình cũng nói rồi nhưng mà sau khi mình chơi một số game mình cũng cảm thấy cái trò này nó nhiều nhân vật hơn những trò khác thật. Nó cũng chỉ là vẽ thêm không gì đâu. Nhưng mà cái thời đấy là mình chơi mình cảm thấy là những cái thế giới này nó cũng rất là sâu ấy. Chúng ta có anh The Prey có đầy rồi. Fata Fata Winsett nhiều vãi nồi luôn. Shit. Compass and P sao phải được mẹ này. Cái Spirit Potion này, cái My Purify nhiều vãi trưởng. Và chơi trên cái máy PC to là nó cái tốc độ là nó cũng nhanh hơn nhỉ. Mặc dù là cái trò này nó cũ rồi mình cảm thấy nó vẫn nhanh hơn. Mình không biết là có phải là cái những cái đoạn mà chuyển cảnh nó nhanh hơn không nhỉ. Nên nếu các bạn thấy nhanh hơn thì các bạn bảo mình. Mình sẽ bán mẹ cái sát trời. Tức là mình bán nó gì nhỉ? Mình đầy tiền. Nên là mình cũng không biết là nó nhanh hơn. Secret Weapon Shop. Oh shit. Fake Power Rich. Fake Shield. Slightly Increase Physical Defense Power. 100 đồng. Cứ hàng nhái đấy chứ. À rồi đấy. Đã, tiện ra ra ta báo Police bắt hết rồi. Vào lên phường.
Mình muốn chơi cái bài cái đêm 16-9 thật nhưng mà nó bị kéo ra mấy cái đoạn đi này. Nên là chúng ta lại vẫn không chơi được, rất là đáng buồn. Đã biết là đi qua kia kiểu gì luôn. Đây này có cái cầu thang này ra nhỉ. Đúng ra là đi được nhỉ. Mình éo biết đi kiểu gì. Well, anyway, chắc là mấy thằng bán đó. Cái sót ở cái trò này nó không thực sự ấn tượng lắm. Toàn bán mấy cái đồ ba linh tinh, ba lăng nhăng. Thật cũng có thể là mình chưa khai thác nhiều cái yếu tố ấy. Welcome to the ruin of the underworld fortress. Có vẻ như mọi người là những gương mặt mới ở đây. Mọi người có muốn gia nhập vào cái băng đảng à? Gì? Có nghĩa là cái party như kiểu là một cái đảng ấy, đảng phái ấy. New CEO. Tôi muốn cho mọi người vào nhưng mà tôi cần hỏi 3 câu hỏi để kiểm tra mọi người. Câu hỏi đầu tiên là quốc gia nào cậu muốn chiến thắng, Brazil hoặc... Tôi chết mình quên con mẹ nó cái này rồi. Kingdom of Brazil, Imperial. Thế mình nghĩ là Brazil nhỉ? Đây là Kingdom of Brazil. Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể để cậu vào. Hỏi lại thôi. Thế là thử lại nhiều lần là đúng không? Come on man, this is a game bro. Did you think a lot and you ask the same question? Tôi không thể nói thế nào. Cái điều quan trọng thì là kết thúc cái cuộc chiến này càng sớm càng nhanh càng tốt. Thắng hoặc là bại. Tôi nghĩ như vậy. Luôn luôn ghét việc of spy remain after the fight. Cái câu hỏi thứ hai là trong cái trận chiến ấy, những cái người đứa trẻ yếu đuối ấy, thì chúng ta sẽ làm cái gì? Cầm vũ khí ấy, bảo vệ gia đình, chả làm gì. Mình chả biết là cái nào là đúng. Hãy là chăm sóc nhà cửa đấy. Chúng ta không thể gửi đứa trẻ ra trận chiến được. Nhưng mà có một ai đó phải bảo vệ những con người mà họ đang chiến đấu, để họ có cái nơi mà quay trở về. Tôi đồng ý. Chắc chắn là một có một gì chúng ta phải làm điều đấy. Cái câu hỏi của các em là đúng á. Why do people? Tại sao con người lại phải đánh nhau? To obtain xong để lấy một cái gì đấy, để bảo vệ một cái gì đấy, tiêu diệt, mình phải bảo vệ. Nếu mà chiến tranh thì là để lấy hoặc tiêu diệt một cái gì đấy, thì tôi sẽ vứt bỏ cái thanh gươm của mình. Tôi chỉ để chiến đấu để bảo vệ thôi. Tôi bảo vệ một cái gì đó ấy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Những người con người nên chiến đấu để bảo vệ một cái gì đó. Nên là nếu các bạn để ý là cái giọng mình nó sẽ rất là khác, thật sự là chất lượng nó rất là nhiều so với kia. Tôi đã học được cái này từ cái ông già rồi. Ông của cậu là một người rất tốt, nhưng mà cậu là... Tôi là Popo. Tôi là người đại diện của cái đảng New Cedio. Tôi đang tạo một chiến dịch để giúp những người dân gặp khó khăn bởi vì cái trận chiến này. Thế là nó có nhiều hồi xưa là đảng, ví dụ như là... thực ra cái thời này nó kiểu là vua chúa nó cai trị, nhưng mà nếu mà là kiểu nước Cộng hòa như là Brilab như chúng ta bây giờ Republic, kiểu đảng như cái Việt Nam thì một đảng, nhưng mà cái kiểu Republic là nó sẽ có đúng ra là nó có nhiều, không nhớ là nó có phải là đúng ra nhiều đảng, nhưng mà về cơ bản là chính phủ cái người cai trị sẽ là được bầu là người dân ấy. Nên là chắc mình nghĩ là Republic là vẫn đúng. Còn như kiểu Mỹ là nó thiên về kiểu như là kiểu là Democrat, kiểu như bên Rome ấy. Tôi không nghĩ rằng người đại diện cho một đảng lại trẻ như vậy. Anh, liệu chúng ta đã gặp nhau được chưa?
Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau chứ. Cậu có thể biết được cái gương mặt của tôi. Tôi là Albert. Tôi là vua của Basil. Oh my god. Anh là King vua Albert hả? À đó, thằng này là King Basil. À, cái Cedio đây là cả cái vùng này. Nên là hai cái thế lực này nó chỉ sở hữu một cái phần ở đấy rồi, cái vùng. Tôi đợi cái ngày này, cái ngày vua Albert được giải phóng Kansas và trả tự do chúng tôi. Đây là những gì mà chúng tôi đến đây, chúng tôi sẽ kết thúc cái cuộc chiến. But I don't think the people... Nhưng mà tôi không thường nghĩ là những người này có thể vượt qua được hàng rào bảo vệ của lâu đài đen. Đừng có lo, chúng tôi sẽ làm được điều này. Chúng tôi không thể nào tiết lộ, tuy nhiên chúng tôi không thể nào tiết lộ cho anh được. Họ nói rằng là sức mạnh hồi xưa nó như là một cái thẻ bài. Nó giải phóng con người khỏi những sinh vật có cánh ấy. Bây giờ đây là cái quân bài để chúng ta xây dựng cái vận mệnh của riêng mình. Có nghĩa cái sức mạnh của dòng ấy đấy. Nó giống như một giấc mơ. Bây giờ thì tôi có thể nhìn vào bố mẹ tôi khi mà cái trận chiến này kết thúc. Rồi này nó chán mày lắm rồi. Đừng có lãng phí thời gian làm nhảm với cái này. Tại sao con không nghĩ cách để vào lâu đài đi? Tôi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà tôi có thể chỉ cho mọi người cái cách để vào lâu đài. Liệu cậu có thể làm thế không? Phải. Cái nơi này thường hồi xưa là một cái pháo đài. Nhưng mà nó có một cái con đường bí mật để có thể vào được cái lâu đài màu đen. Con đường bí mật. Ok. Sẽ đợi nếu mà chúng ta thất bại. Nó sẽ là quá nguy hiểm với cậu. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng tôi đã chuẩn bị xong. Anh nó sẽ chuẩn bị con đường này. Còn có éo thì chuẩn bị không? Cái vấn đề là cái con chan này nó éo có cái vũ khí gì Spark L Arrow. Con này nó có chả có cái... Thế là mình còn không cho nó mặc mấy cái đồ rồi đây. Silver ở đây có cái silver vest này chưa nó mặc. Chả có cái mũ này. Tôi mặc mẹ này chưa ra mà đi. Nên trông chả có cái mẹ mà shop chả bắn một cái đồ gì. Chán đời thế. Phantom Seal. Hay cầm mẹ cái Phantom Seal nhỉ? Không cầm cho nó game dễ. Thế là mình nói là thực ra mình không phải là chân gian nhưng mà kiểu là mình cũng không muốn là cù cưa cái trò đấy quá ấy. Bạn hiểu ý của mình không? Phải nó nhanh hơn một chút. Thế tầm này là mình chỉ muốn chơi lại cho các bạn xem cái câu chuyện đấy. Mình cảm thấy nó nhanh hơn kia ra. À mẹ luôn. Are you ready for the back castle? Tôi nhớ vẫn ạ. Safe stay. Chúng ta sẽ xếp hẳn một cái. I see. Mình đang không biết là mình cho Row hay là ấy bảo ấy. Shanna này đánh chán đời quá. Mà giờ trận chiến sinh tử. Thằng này level 14 này. Thằng này level 100 này. Thế cái Shanna là có sức mạnh của hồi máu đấy. Tương đối ok. Nhưng mà anyway chúng ta sẽ đổi ra. Con này yếu quá. Rất là muốn nhưng mà mình cho Row. Trận chiến sinh tử lại cho lầy vào chết à. Addition. Row là có combo gì không? Combo gì thế? Mình lại phải loot đồ này ra này. Con này sẽ bỏ cái silver vest ra.
Hero sẽ mặc cái siêu vest. Ultimate War God. Còn Demon Celesto này. À, em thì còn chưa đeo à. À, chỉ có cái mũ là chúng ta chịu rồi. Let's go. Are you ready? Yes, we are ready. À, mình không nhớ là đoạn này là chúng ta đấm chùm luôn đấy. Good luck, yes, yes. Tôi sẽ tiêu diệt rồi và kết thúc cái trận chiến, cái chiến tranh. To prevent the repetition of sorrow. Nên là có cái cụ áo tím thì không có đồ. Tôi sẽ đi trước đây. Ralph. Bảo lại nói nhiều, mẹ đau cả đầu. À từ từ, hình như là mình vẫn mình tắt cái no random encounter nên mình bật lên. Nên là bật cái ấy nó phải nên là mình sẽ bật một số cho các bạn xem một số cái random encounter, nhưng mà nếu mà nhiều quá mình sẽ tắt luôn ấy cho đỡ lằng nhằng. Chúng ta chơi cái bản nâng cấp này có kiến. Shit. Wow, so many tiền đấy. So many tiền. So much money. Lỡ bấm phát mẹ có mấy triệu mắc tiền. Ở dưới kia cũng chẳng với mẹ gì. Con đường bí mật là bọn em nó tự đào ra nhỉ. Nhìn trông có vẻ như cũng hợp lý phết đấy, đùa đó. Kiểu ám sát. Chúng ta sẽ nhân cơ hội, chúng ta kèm cái nó không chuẩn bị, chúng ta xiên nó. Chuẩn bị Hidden Blade. Cho nó vài hit. Anh em nghĩ kiểu cụ thằng Albert mình chết rồi mà. Ui, chỗ này mẹ một mớ luôn này. Oh shit. Ôi chết rồi. Thằng này có mắt đằng sau à? Ảo thật đấy. Thật ra là cái lốt này nó vẫn thế nè. Mình càng chẳng cảm thấy nó nhanh hơn. Nhưng mà mình chơi ở cái bản này là mình tua được đấy. Nếu mình không nhầm. Mắc mẹ rồi. Từ từ mình nhớ đó. Thì mình xử. Đúng rồi, mình tua được. Cái này là mình tua được. Nên là cái spinning cane của Albert này là nó ui cái này trâu thế. Nên là cái kiểu nó hơi khác ấy. Tốc độ nhanh hơn. Chúng ta phải đi chứ. Chơi cái màn hình to này là ui. Mình sẽ chỉnh lại cái setting để mình tăng nó 200% để mình tua. Cái animation, ui mẹ nó quật cho mình một hit 100 máu luôn. Shit. Thanh niên này cầm sử dụng thương uy tín phết đấy, đùa đó. Điêu luyện phết đấy. Nó kiểu là vua hồi với bộ tàu ấy. Cũng là vua nhưng mà trong phim thì cũng cao thủ võ lâm ấy.
Để mình chỉnh lại xem. Nó có một số cái là cái speed hay sao. Nó sẽ là cái emulation này. Fast forward speed này nè. Chúng ta sẽ chỉnh là 200 nhỉ. Mình không biết là cái này có phải là cái đây không. Nó sẽ là cái nút gì ở trên cái phím. Nên là trên đấy là nó mình tao kìa. Cái này là cái gì tôi vụ. Shit. Sparkling net. Mình muốn cho cái con Chana vào quá yếu vãi cả lệnh. Nhưng mà cái này nó đã chỉnh 200% speed ấy. Chua nhanh hơn một chút à, có vẻ tiết kiệm rất nhiều thời gian luôn. Cái chiêu của Albert này là chúng, là cái chiêu đầu chúng ta phải tham minh nhanh ấy. Có thể là từ bây giờ đến series cuối series mình sẽ chơi bằng cái PC thay vì mình chơi trên cái máy DVD Win. Ôi, chơi cái máy kia mình không tua được, mình không hiểu sao. Nên là nó rất là bất tiện này. Chơi này tua được rất là sướng. Đấy, tua này nhanh à. Ui này lên level Row Storm Pneumatic. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Ôi, cái chỗ này ra chỗ khác luôn này. Trong này là có chỗ thoát lạc riêng nhỉ các cụ. Ui shit. Nên là chúng ta sẽ emulation cái speed này. Ui, mẹ nó bổ bây giờ, bổ toàn mấy trăm. Ở đâu? Gần trăm máu luôn. Bổ điên nhỉ. Nhờn, chị. Mình thích cái combo của Albert này, nhìn trông rất là ngầu luôn. Cao tờ bố. Cao tờ bố. Nát mặt. Cái đoạn này cũng có thể là mình sẽ bỏ râu mà là Sana mà. Khả năng là muốn chơi chứ không phải farm ngoài. Thì đánh mấy cái này nguy hiểm quá. Con này nó chết mất công á. Nó đánh chùm. Surprise bitch. Khả năng mình đang ở dưới á. Thôi mình ở trên. Làm nhằng thế. Được đi ám sát nào luôn. What is this? Cái mẹ gì đây? Chua. You have to see myself. Green flame. Nhà nghiên cứu ngọn lửa xanh. Có thể mọi người đến đây để xem cái nghiên cứu của tôi không? Cả đến thăm thôi, ngọn lửa trắng á. Thực ra chúng tôi đã rất là vui. We like it when. Chúng tôi rất thích khi những người lính đánh thuê quan tâm đến những cái nghiên cứu của tôi. Đúng vậy, gần đây là Barbaric Suicidal Attack. Những cái bọn đánh bom tự sát à? Trở nên phổ biến á. Nhưng mà nếu mà chúng tôi nghiên cứu xong thì cái này nó sẽ giảm thiểu cái thương vong trong trận chiến. Ví dụ như là cái màu trắng ấy, ánh sáng trắng ấy.
có khả năng hồi máu. Và cái ngọn lửa xanh và thì nó không thể bị dập bởi nước. Khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ cho chúng ta có lợi thế trong trận chiến. Holy shit. Vậy nó khai thác sức mạnh của rồng. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một cái công nghệ như này. Nó giống như ma thuật vậy. Các cậu không cần biết về cái đấy. There are already enough of this. Đã có quá đủ cái sự liên quan của chúng tôi về cái công nghệ đáng nguyên rủa này. Phải, cái công việc của cậu chỉ chiến đấu thôi. There are too many things we don't. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết về sức mạnh này. Nếu mà các cậu bị dính điều quá nhiều thì các cậu sẽ bị kết thúc như kiểu là Mr. Mazi. Oh shit. It's too late for that guy. Cái gã đấy là quá muộn rồi. We have to complete this. Chúng ta phải hoàn thiện cái nghiên cứu này trước khi nó quá muộn cho Sandora. Nó là cái đế chế này. Bọn này đúng là nghiên cứu về bỏ nhiều tiền về công nghệ chiến tranh đấy. Nó sẽ kết thúc cuộc chiến. Nhưng mà can we ask you, liệu tôi có thể nhờ các cậu hơn à đâu, hỏi mọi người hơn một chút không? Ví dụ như là cái chức năng gì mà cái ngọn lửa ngọn lửa hồng à? Tím à? This flame is the power of. Cái ngọn lửa này là sức mà là nguồn năng lượng cho cả cái lâu đài. Ngọn lửa tím á, có thể di chuyển cái thang máy á, và nhiều cái hệ thống kéo khác. Nó có thể giúp cải thiện cuộc sống của con người. Đây là cách tốt để mà sử dụng nó. But the world is sad. Besides the uses now. Phải. Ngay cả mà chúng ta thể sử dụng cái công nghệ này. Cho cái cuộc sống con người. Nếu mà và sử dụng sai trái thì cũng có thể là mang cái nỗi buồn cho con người. Có nghĩa là kiểu như là về nguồn năng lượng ấy. Unhappy. What you making man unhappy. Tôi đồng ý. Cái nghiên cứu này đều dựa hoàn toàn dựa vào cái sự hủy diệt được làm ra bởi rồng. Đó sao? Will create a catastrophe. Dragon. Những con rồng đi. Nó có dính líu đến những nghiên cứu này sao? Ôi, tôi lỡ mồm. Hãy quên những gì nói. Bọn này khai thác sức mạnh của rồng. Hãy cho tôi, cho anh một ít dầu ma thuật. Đây có thể gọi là cái nguyên liệu để sử dụng cho ngọn lửa tím. Mình không nhớ là cái purple đây dịch lời, nhưng mà nó kiểu mình đại cái là tím ấy. Cái màu của cái ánh sáng ấy nhỉ. Mình cho mình một ít dầu magic oil, cái dầu diazen. Nếu mà cậu anh muốn được hồi máu thì hãy đến tập tôi. Đây là cái chỗ hồi máu. Nó xiên mấy cụ thôi. Ta không thể để tiêm địch lại có được cái công nghệ như đứa technology. We want to heal. Yes. Tôi mù rồi. Back to research. Kinh vết nè mẹ. Này ra gì á? Cái này nè, cái này để kích hoạt cái thang máy này. Nên nó có cái sáng sáng nên là cái mẹ này. Thật ra cái trò này là không nên chơi cái màn hình to. Nhìn hình vỡ vãi trưởng luôn. Trò này trông mà là ma thuật này. Nó bị computer making. Không
không ai có thể được vui nếu mà không làm những người khác phải không vui. Đấy là một cái sự thật của cái vũ trụ này, chuẩn mẹ luôn. Cái nỗi vui của người này thì sẽ là không vui người khác, chuẩn luôn. Các cụ loài trí phải. Tâm ngọn lửa. Nên này chả lại đi xuống dưới nữa. Oh shit. Mình tưởng nó đi lên trên. Cái lâu đài này lằng nhằng phết nhỉ. Không đơn giản như mình nghĩ luôn. Xuống tít. Cái chỗ này như kiểu Resident Evil. Dark Miss. Toàn cho mình mấy cái đồ ném. Chả hiểu kiểu gì mà. Cho mẹ mấy cái item khí. Hồi xưa là mình hay bảo là mình sẽ không chơi cheat, nhưng mà thực ra nếu mà chơi lại mấy cái trò này, tôi có redstone này, Garbage Man để vứt rác thải. Bây giờ ông mở tôi đi. Cái redstone này là mẹ này. Đợi này nói luôn. Yes, yes. Nó có cái gì nhỉ? Viên đá đỏ. Đây là một cái item. Sướng quá, tiện quá. Nên là mình sẽ cắt hết mấy cái đoạn kiểu là miết ngoài cái animation này. Mình xin chết mẹ. Chết thằng đánh nhanh quá. My king, why you so đánh nhanh quá. Ủa chết mẹ đi anh. Cụ cho mà dậy. 100 máu luôn. Quá. Nhưng hiểu sao tiếng to nhỉ. Đấy, hồi cái này lâu. Có cái đường này này. Mình đang chơi cái này là 4K nè. Nhưng mà trừ khi chúng ta mod thì nó mới có đẹp lại. Còn cái geometry nó vẫn thế. Who are you? Ta biết. Các người là những tên trộm. Nên lấy cái ma thuật của ta. Đợi đã chúng tôi. Không có giải thích. Đợi đã. Chúng tôi không biết là. Hãy để này. Có vẻ như hay đấy. Hãy cầm cái này đi. The Steel Shitting Vacuum Blade.
Thế ông ấy nộp vũ khí luôn cho mình à? Tại sao? Tại sao cái ma thuật nó không hoạt động, không hiệu quả? Tại sao nó không cắt bọn này là làm đuôi? Có vẻ như đây là cái mà chúng ta vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Ta sẽ cho các người xem cái này. Take the rock crushing thunder. Hãy ném cú sét vào đây. Cũng chưa có gì xảy ra. Ta thấy rồi. You are the researcher. Ông là cái người nghiên cứu. Who is too late là thế. Then cái gì? À thì có nghĩa là ông này bị là cái ông Mazi mà bị cái bọn kia nó bảo là bị hâm hâm ấy. Thế thì ông Mazi này là Mazi the Magic, nhà nghiên cứu khoa học. Cái tên nghiên cứu ngu ngốc đấy. Obtrusive đã nói nhiều cái xấu về ta đúng không? Cho các người nghe. Có phải như vậy không? Nibbert ở đâu? Ông xin tha cho chúng tôi đi, tôi chả liên quan. Chúng tôi ở đây không phải để đánh giá cái nghiên cứu của ông à? Imo, ta đã có được cái phát kiến của ta, cái bí mật của ma thuật. Những cái tên ngu ngốc đấy sẽ không bao giờ hy vọng có thể hiểu được cái vấn đề đấy. Cái ma thuật của sự biến đổi chỉ có thể biết được bởi một ai đó. Với một cái người có cái trình độ như ta đây, những người hoàn toàn hiểu được cái sức mạnh của ma thuật của rồng. Severus, ấm mơ, xuất hiện đi. Chết rồi, bố mẹ. Severus chó ba đầu. Ôi, ông này biến thành chó thường, tội chịu ông. Ông đã kiểu là ông ấy là transformation. I wonder, is it the dog Mr. Mazi? I get if you cry more research. Hai phết nhỉ. Thế là cụ này tự biến chó á. GG Bluestone. Mình không thực hiện hiểu mấy cái đá nó là như thế nào. Anyway, chúng ta sẽ cầm hết đi. Thế cứ để ông này ở đây ta. How are you doing? Mấy quả của bác này fail hết. Có khi là cái bọn kia nó nói đúng thật, ông này bị ngơ ngơ. Let's go. Cuối cùng là mình vẫn phải đi vào cái chỗ này. Mình phật phệt hai thằng hôn này. Cút. Thằng máy chủ ấy. Mình đang không biết là mình còn nên hóa luôn không. Thừa nhiều. Không mình nên mình hồi máu. Phi tiêu. Đang chơi cái trò drone quét máu có tí. Mấy chục. Con này đánh là mấy trăm. Spinning King. Nó sẽ cho râu bị xây. Rochan. Ném cái tiêu anh. Cắt tiết. Volcano. Có cái tua cái 200 này tiện phết nhỉ. Nó speed up cái khoảng thời gian ta phải đợi. Mấy cái đoạn đợi mấy cái animation. Yeah.